Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối nay, thứ Bảy ngày 30 tháng 12 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình Thời sự tối nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Đại hội Cựu Công an Nhân dân tỉnh Hưng Yên lần thứ nhất. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh kiểm tra động viên và chốt sổ ngân sách nhà nước năm 2023. Sở Y tế triển khai công tác y tế năm 2024. Các cấp Mặt trận Tổ quốc tham gia vận động nhân dân giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án. Các lực lượng chức năng tham gia phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban vận động thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức Đại hội Hội Cựu Công an Nhân dân Hưng Yên lần thứ nhất năm 2023-2028. Sự đại hội có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Thông, Nguyên Bí thư tỉnh ủy Hưng Yên, Thượng tướng Lê Quý Vương, Nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Hội Cựu Công an Nhân dân tỉnh Hưng Yên gồm 89 hội viên, mục đích tập hợp vận động đoàn kết bảo vệ quyền lợi, lý hợp pháp của hội viên, chăm lo giúp đỡ nhau trong cuộc sống, kết nối giữa thế hệ đang công tác với thế hệ đã nghỉ hưu, trao đổi kinh nghiệm nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng công an nhân dân, góp phần xây dựng lực lượng ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và ổn định phát triển kinh tế. Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa tin tưởng rằng với những kiến thức kinh nghiệm của mình, các hội viên sẽ tiếp tục có những đóng góp ý kiến quý báu trong xây dựng lực lượng cũng như đấu tranh đẩy lùi tội phạm, đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội địa phương. Tôi đề nghị Ban chấp hành, Ban thường vụ của hội chúng ta sớm xây dựng kế hoạch hành động cụ thể. Tôi cũng rất là mong là chúng ta thực sự là lực lượng, là cánh tay nối dài của các cấp ủy chính quyền, đặc biệt là công an tỉnh, vừa là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân tham gia vào các cái hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, đóng góp và phát huy được nhiều hơn trí tuệ, năng lực và cái sự nhiệt huyết của người công an nhân dân, phát huy lối sống mẫu mực là tấm gương trong sáng để giáo dục cho con cháu là công dân tốt, là đảng viên tốt ở tại cơ sở nơi sinh sống, nơi công tác. Xin chúc mừng đại hội của chúng ta thành công tốt đẹp. Chúc các đồng chí dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin chân vương, chủ tịch hội. Chiều qua, đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, kiểm tra động viên các cơ quan đơn vị thực hiện tốt công tác khóa sổ cuối năm 2023. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Quách Thị Hương, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Lê Xuân Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Kết quả thu ngân sách nhà nước tại Hưng Yên năm 2023 là 31.950 tỷ đồng, đạt gần 140% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Trong đó, thu từ hoạt động hải quan là trên 3.600 tỷ đồng, thu nội địa là hơn 28.300 tỷ đồng. Có 10 trên 15 khoản thu sắc thuế đạt và vượt mức dự toán là thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, khu vực ngoài quốc doanh, thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước, thu phí, lệ phí, thuế thu nhập cá nhân. Về công tác chi ngân sách, chi thường xuyên ngân sách địa phương là gần 7.300 tỷ đồng, đạt 91,7% dự toán. Chi đầu tư là hơn 15.600 tỷ đồng, đạt 70,1% kế hoạch giao. Đối với khối ngân hàng, vốn huy động trên địa bàn đạt hơn 127.000 tỷ đồng, tăng 15% so với năm trước. Tổng dư nợ cho vay đạt hơn 96.300 tỷ đồng, tăng 11%. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Lê Huy ghi nhận biểu dương kết quả đạt được của ngành tài chính ngân hàng đã đóng góp quan trọng vào kết quả chung phát triển kinh tế của tỉnh. Đồng chí cũng nhấn mạnh, năm 2024, nhiệm vụ thu chi ngân sách có nhiều khó khăn thách thức, các cơ quan khối tài chính tập trung thực hiện nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm mới.
Chúng ta cũng còn những cái chỉ tiêu sắc thuế mà phải phấn đấu hơn nữa trong cái công tác dự toán ngân sách của chúng ta, cũng nội dung mà chúng ta cũng chưa đánh giá thực sự là sát, ví dụ là các khoản thu chúng ta cũng cần phải nâng cao cái năng lực dự báo đánh giá tình hình để vẽ ra một cái bức tranh tổng thể nó sát thực hơn. Về công tác chi ngân sách, đặc biệt là vấn đề giải ngân vốn đầu tư công, mặc dù Hưng Yên đạt kết quả cao hơn mức trung bình của cả nước, nhưng các đơn vị tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu đến ngày 31 tháng 1 năm 2024 sẽ hoàn thành chỉ tiêu chi ngân sách. Chi đầu tư công của chúng ta năm tới sẽ tăng lên khoảng độ gấp rưỡi năm 2023. Tôi nhớ là 19.900 tỷ. Đây nó sẽ là một cái áp lực rất lớn, đặc biệt là liên quan đến giải ngân đầu tư công. Với cái bối cảnh còn khó khăn chung của trong nước cũng như là trên thế giới, chúng tôi cũng mong là các cấp các ngành, đặc biệt là lực lượng kho bạc, nêu cao cái tinh thần trách nhiệm, đẩy mạnh công tác hỗ trợ, tìm cách để tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc. Đối với ngành ngân hàng, đồng chí động viên các đơn vị cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ ngay từ những tháng đầu năm. Có giải pháp để giảm nợ xấu, tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp mới thành lập, tổ chức triển khai kịp thời có hiệu quả nguồn vốn cho phát triển kinh tế xã hội. Nhân dịp Tết năm mới 2024, đồng chí Nguyễn Lê Huy chúc toàn thể cán bộ ngành tài chính, ngân hàng sức khỏe, hạnh phúc, bình an, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tiếp tục có những đóng góp cống hiến cho sự nghiệp phát triển của tỉnh. Sở Y tế tỉnh Hưng Yên vừa tổng kết năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm 2023, ngành y tế tích cực chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phòng chống bệnh không lây nhiễm cơ bản đạt mục tiêu đề ra. Tỷ lệ suy dinh dưỡng chung ở trẻ em của Hưng Yên thấp hơn trung bình của cả nước. Chỉ tiêu khám điều trị đạt 105% kế hoạch. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 93,8% dân số. Tuy nhiên, tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh vẫn có xu hướng gia tăng. Thiếu vaccine trong tiêm chủng mở rộng, thiếu đội ngũ bác sĩ chuyên sâu thuộc các chuyên ngành, thiếu thuốc và tư y tế trong khám điều trị. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hưng biểu dương những kết quả toàn ngành đạt được trong công tác chăm sóc bảo vệ nâng cao sức khỏe nhân dân, đồng thời yêu cầu toàn ngành y tế nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, đảm bảo tiến độ nâng cao chất lượng công tác y tế trong năm 2024, cập nhật các chỉ tiêu của ngành theo thông tư 20, các đơn vị chuyên môn nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thực hiện tốt các giải pháp đồng bộ để nhanh tự chủ tại các bệnh viện, trong đó xây dựng vị trí việc làm, khắc phục vấn đề thiếu hụt nhân lực, quan tâm chế độ chính sách cho đội ngũ, quan tâm trang thiết bị cơ sở hạ tầng, các cơ sở y tế, bảo đảm các chỉ tiêu về y tế, tăng tỷ lệ tiêm chủng mở rộng để mạnh thực hiện cải cách hành chính. Huyện ủy Khoái Châu, Văn Lâm và Ân Thi vừa tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự tại huyện Khoái Châu có đồng chí Bùi Thế Cử, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Năm 2023, huyện Khoái Châu kết nạp 284 đảng viên mới, tiến hành kiểm tra 175 tổ chức đảng và 386 đảng viên, giám sát chuyên đề đối với 139 tổ chức đảng và 201 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng và 54 đảng viên. Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, đảm bảo mục tiêu đề ra. Năm 2024, các cấp ủy đảng huyện Khoái Châu tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng cán bộ đảng viên, chú trọng phát triển đảng viên khu vực nông thôn và trong doanh nghiệp, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội, tập trung huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, môi trường, đầu tư xây dựng, giải quyết những vấn đề phức tạp ở cơ sở, quan tâm phát triển văn hóa xã hội và thực hiện tốt chính sách đối với người có công, đảm bảo an sinh xã hội. Năm 2023, huyện ủy Văn Lâm kết nạp 184 đảng viên mới, đạt gần 110% chỉ tiêu Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao. Công tác kiểm tra giám sát của Đảng, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có chuyển biến tích cực, quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 4.610 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người tính theo GRDP ước đạt 131 triệu, tỷ lệ hộ nghèo là 0,8%.
Năm 2024, nhiệm vụ trọng yếu của Văn Lâm là tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng, cụ thể hóa chương trình phát triển đô thị của huyện, về điều chỉnh phương án quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Năm 2023, huyện Ân Thi kết nạp mới 235 đảng viên, có 8 trên 43 chi bộ đảng bộ cơ sở và 12% số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra 55 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kiểm tra 6 tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm. Phong trào thi đua dân vận khéo được đẩy mạnh, chú trọng xây dựng điển hình, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong các loại hình, công tác nội chính và phòng chống tham nhũng tiêu cực, thường xuyên lãnh đạo chỉ đạo, công tác phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội với chính quyền các cấp trong hoạt động tuyên truyền vận động, nêu gương cán bộ đảng viên được thực hiện thường xuyên. Trong thời gian qua, cùng với hệ thống chính trị của tỉnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tỉnh Hưng Yên đã không ngừng phát huy vai trò trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án trên địa bàn. Nhờ sự vào cuộc tích cực của hệ thống mặt trận các cấp đã tạo sự đồng thuận của người dân, từng bước tháo gỡ nút thắt trong quá trình triển khai dự án, đảm bảo bàn giao mặt bằng theo đúng tiến độ được giao. Dự án đường Tân Phúc Vong Phan đi qua xã Nguyễn Trãi phải giải phóng mặt bằng với tổng diện tích gần 89.000 m2 đất nông nghiệp của 68 hộ và 2 hộ đất thổ cư cùng hàng chục ngôi mộ. Khi bắt đầu triển khai, các ủy chính quyền cũng gặp nhiều khó khăn bởi liên quan đến vấn đề di chuyển mồ mả. Một số hộ dân trồng cây lâu năm trên đất chuyển đổi chưa đồng tình với phương án đền bù. Trước tình hình đó, Mặt trận Tổ quốc xã phối hợp với các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích ý nghĩa của dự án tới cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đồng thời tổ chức nhiều cuộc họp để thông báo tới các hộ có diện tích phải thu hồi về chính sách bồi thường, hỗ trợ của nhà nước. Khi có chủ trương chung của tỉnh cũng như của huyện, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã cũng phối hợp với Ban công tác mặt trận của các thôn có đường Tân Phúc Võng Phan đi qua đến tận các hộ dân để tuyên truyền cái chủ trương chung. Đến nay thì nhân dân cơ bản nhận tiền đền bù và cũng đã bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Gia đình tôi là gồm 4 khẩu sinh sống chủ yếu là bằng một mẫu ruộng. Dự án đường Tân Phúc Võng Phan qua khu ruộng nhà tôi là vào khoảng gần một nửa. Mà sau khi được các ban ngành đoàn thể trong xã, trong thôn, nhất là bên Mặt trận Tổ quốc đến vận động thì gia đình chúng tôi là hoàn toàn đồng thuận để cho bà con địa phương được hưởng lợi ở cái vấn đề giao thông đi lại. Đối với thôn Hành Lạc, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, khi dự án đường vành đai 4 đi qua, địa phương phải di chuyển 536 ngôi mộ. Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ban công tác mặt trận thôn công khai minh bạch toàn bộ các khâu bước trong quá trình giải phóng mặt bằng như kiểm kê thống nhất diện tích, áp giá bồi thường được thông báo đến từng người dân và niêm yết tại nhà văn hóa thôn. Do đó, các hộ dân có phần mộ phải di rời đồng thuận cao với chủ trương của nhà nước. Sau khi chúng tôi nhận được cái quyết định của nhà nước thực hiện cái vành đai 4, thôn Hành Lạc chuyển những cái ngôi mộ này, mặc dù khó khăn rồi là cái phong tục tập quán thì cấp ủy chính quyền chúng tôi là họp các ban ngành đoàn thể rồi ban công tác mặt trận và tuyên truyền vận động nhân dân là đã đồng thuận cao. Năm 2023, Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Hưng Yên còn tăng cường nắm tình hình tâm tư nguyện vọng của nhân dân tại khu vực có dự án đang triển khai, đồng thời tổ chức đối thoại trực tiếp, chủ trì giám sát việc thực hiện quy định về thẩm quyền thu hồi đất, nguyên tắc bồi thường, trình tự thực hiện khi nhà nước thu hồi đất để người dân nắm rõ, đồng thuận thực hiện. Năm 2023 thì chúng tôi tập trung vào hai dự án đường vành đai 4 thế và dự án đường DT378 tỉnh Hưng Yên hay còn gọi là đường Tân Phúc Võng Phan, thì mặt trận cũng đã tổ chức hai hội nghị để triển khai công tác mặt trận tham gia công tác giải phóng mặt bằng, tổ chức và phối hợp lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân ở các cái đơn vị có dự án chạy qua của đường Tân Phúc Võng Phan, phát huy vai trò của các chức sắc tôn giáo rồi các dòng họ trong công tác tuyên truyền giải phóng mặt bằng, thành lập các cái tổ tuyên truyền. Thì yêu cầu là đồng chí Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc các cấp làm tổ trưởng, góp phần tích cực vào công tác giải phóng mặt bằng cùng với các cấp các ngành để hoàn thành các cái chỉ tiêu theo kế hoạch. Đến nay, huyện Văn Giang đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng được 123 trên 143 hectare, đạt gần 87% tổng diện tích để xây dựng đường vành đai 4. Tổng số tiền phê duyệt là hơn 520 tỷ đồng, đã chi trả được trên 400 tỷ đồng.
Trong đó, tổng số thửa đất ở đến nay đã kiểm kê xong tài sản, nhà ở vật kiến trúc được 496 trên 501 thửa, đã lập dự thảo phương án bồi thường hỗ trợ được 345 trên 501 thửa, đạt gần 69%. 4 khu nghĩa trang đã hoàn thành xong công tác giải phóng mặt bằng, đã đang lựa chọn nhà thầu thi công. Đã di chuyển được 850 trên 2.386 mộ, đạt gần 36%. Đối với 6 khu tái định cư đã cơ bản thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng, đã đăng lựa chọn nhà thầu thi công thực hiện dự án theo quy định. Đến nay đã thực hiện xong việc lập dự thảo phương án bồi thường hỗ trợ để di chuyển nhà thờ đạo ra khu mới. Đối với 3 doanh nghiệp có đất thu hồi đã thực hiện xong kiểm kê tài sản trên đất thu hồi, đang chờ hướng dẫn cơ chế bồi thường hỗ trợ của tỉnh để phê duyệt. Trong những năm qua, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ luôn làm tốt việc huy động các nguồn lực xã hội hóa để xây dựng các công trình phúc lợi phục vụ đời sống của nhân dân, trong đó có xây dựng các nhà văn hóa thôn. Thôn Ông Tố là một trong 5 thôn của thị trấn Yên Mỹ. Thôn có trên 2.600 nhân khẩu, chủ yếu kinh doanh dịch vụ. Nhân dân trong thôn có truyền thống đoàn kết, phong trào văn hóa, văn nghệ phát triển. Công trình nhà văn hóa thôn Ông Tố được khánh thành, đưa vào sử dụng, thay thế cho nhà văn hóa cũ, đảm bảo nơi sinh hoạt cộng đồng khang trang sạch đẹp cho nhân dân địa phương, thúc đẩy tình làng nghĩa xóm, truyền thống đoàn kết trong khu dân cư. Nhà văn hóa thôn Ông Tố với kinh phí trên 3 tỷ đồng, diện tích sàn xây dựng hơn 400m² do công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Hoàng tài trợ. Công trình gồm phòng hội trường với trên 200 chỗ ngồi và khu sân khấu, khu phòng chờ. Tôi tài trợ cho nhà văn hóa thôn Ông Tố, tôi ngồi mái nhà văn hóa qua đây, mong muốn chính quyền địa phương cùng toàn thể nhân dân thôn Ông Tố sử dụng cái công trình như đúng mục đích, nơi đây là sinh hoạt cộng đồng, phát triển cái mối quan hệ giữa nhân dân và đoàn kết hơn nữa. Thời gian qua, công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Hoàng tham gia ủng hộ xây các công trình phúc lợi khác ở địa phương như đình đền chùa với số tiền hàng tỷ đồng và tích cực ủng hộ các hoạt động an sinh xã hội vì cộng đồng. Cuối năm là dịp thị trường hàng hóa tiêu thụ rất lớn. Đây cũng là thời điểm hoạt động gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng xuất hiện nhiều hơn. Vì vậy, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Hưng Yên đã và đang triển khai nhiều biện pháp tích cực để ngăn chặn nhằm ổn định thị trường. Thời điểm này, các siêu thị bán lẻ, cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã và đang chuẩn bị hàng hóa, sẵn sàng phục vụ thị trường Tết. Các mặt hàng được chuẩn bị nhiều là bánh kẹo, nước ngọt, bia, rượu và các mặt hàng đồ khô thiết yếu khác. Để công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đạt hiệu quả cao, Cục Quản lý Thị trường Hưng Yên đã chỉ đạo các đội quản lý thị trường tích cực tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm vi phạm gắn với mục tiêu ổn định, lành mạnh thị trường, tập trung kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng thiết yếu có nhu cầu tiêu dùng lớn trong dịp Tết. Thời điểm này thì sức mua của nhân dân là kém hơn so với mọi năm. Bên em là hiện tại siêu thị cam kết là bán hàng là chuẩn giá là thứ nhất này, thứ hai có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng để cho nhân dân có sự lựa chọn, và thứ ba là đều bán hàng của công ty, các hãng nổi tiếng. Gần Tết rồi thì với cả nói chung là từ trước giờ kinh doanh thì chúng tôi vẫn phải nhập hàng hóa đúng chất lượng, đúng công ty, có địa chỉ nguồn gốc rõ ràng và chất lượng đảm bảo để phục vụ nhân dân. Sau hơn một tháng triển khai đợt cao điểm, lực lượng quản lý thị trường tỉnh đã kiểm tra 12 vụ, xử lý 4 vụ vi phạm với số tiền thu phạt nộp ngân sách nhà nước trên 250 triệu đồng, tịch thu hàng hóa vi phạm trị giá gần 840 triệu đồng. Hàng hóa vi phạm chủ yếu là hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, các vi phạm về đăng ký kinh doanh và nhãn hàng hóa. Đội đã tăng cường quản lý bàn kiểm tra các cái mặt hàng liên quan đến phục vụ Tết 2024, trong đó tập trung các mặt hàng về lương thực thực phẩm, phối hợp với các cơ quan ban ngành của 389 của huyện và chú trọng những mặt hàng tiêu dùng, làm sao đảm bảo thị trường và kiểm tra cắt gao những cái mặt hàng mà không rõ nguồn gốc xuất xứ với cả hàng nhập lậu. Việc kiểm tra kiểm soát hàng hóa nhằm ổn định thị trường dịp Tết Nguyên đán là nhiệm vụ rất quan trọng. Tuy nhiên, để triển khai có hiệu quả, cần có sự phối hợp chặt chẽ không những của cơ sở sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp mà còn từ phía người tiêu dùng.
Thưa quý vị, sau 2 tuần ra quân cao điểm chấn áp tội phạm, Công an thị xã Mỹ Hào đã phát hiện, xử lý, làm rõ hàng chục vụ việc, khởi tố bắt tạm giam hàng chục đối tượng. Điển hình, ngày 15 tháng 12 đã phá chuyên án đánh bạc trực tuyến trên không gian mạng với hình thức chẵn lẻ, bước đầu làm rõ, khởi tố 3 đối tượng với số tiền giao dịch ước tới hàng chục tỷ đồng. Đây là loại tội phạm không mới nhưng rất khó kiểm soát do các đối tượng ở các tỉnh khác nhau liên hệ với nhau qua không gian mạng. Vì thế, công tác phá án thường gặp nhiều khó khăn. Với chiến công này, Ủy ban nhân dân thị xã đã thưởng nóng cho Công an thị xã 20 triệu đồng. Sau 2 tuần ra quân, đơn vị này đã phát hiện bắt làm rõ 16 vụ, 26 đối tượng vi phạm về ma túy với hình thức vận chuyển tàng trữ và tổ chức sử dụng, một vụ tàng trữ pháo hoa nổ với số lượng 15,4 kg tại xã Cẩm Xá, một vụ đánh bạc với 4 đối tượng tại xã Hòa Phong. Ngoài ra, còn có các vi phạm về các lĩnh vực như môi trường, hàng hóa không rõ nguồn gốc, làm giả giấy tờ. Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn đem đến cho khán giả góc nhìn toàn diện về thành tựu kinh tế tỉnh nhà đã đạt được trong năm 2023, đồng thời thông tin về những mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2024 của tỉnh, để từ đó mỗi người dân Hưng Yên thêm tự hào, thêm quyết tâm, thêm đồng lòng hợp sức để Hưng Yên bứt tốc nhanh trở thành tỉnh giàu đẹp văn minh. Đài phát thanh và truyền hình Hưng Yên sản xuất chương trình tọa đàm đặc biệt mang tên Hưng Yên bứt tốc. Chương trình được phát sóng vào lúc 20 giờ 10 phút tối nay trên sóng Đài phát thanh và truyền hình Hưng Yên. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi chương trình này trên các nền tảng số của đài như website hungyentv.vn, qua ứng dụng Hưng Yên TV Go, kênh YouTube truyền hình Hưng Yên HITV, fanpage Đài phát thanh và truyền hình Hưng Yên. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài phát thanh và truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.